Xin chào các bạn, lựa chọn điện thoại thương hiệu từ Trung Quốc hay tàu khựa thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn có thể biết điều đấy bằng cách so sánh giữa Galaxy S6 cũng như là chúng ta sẽ chọn Xiaomi Mi 4S. Các bạn tham khảo tại website Vietnamnet, lưu ý cho mình S6 có khá nhiều bản. Hàng cũ này là có cả bản quốc tế cũng như là phiên bản Mỹ. Đầu tiên thì về thiết kế bên ngoài, Mi 4S và S6 có lẽ đều làm hài lòng chúng ta được với một cái ngôn ngữ sang trọng, mặt trước sau bằng kính, phần khung thì làm từ kim loại. Nếu mà xét về độ bền thì mình cho rằng phần khung kim loại của Galaxy S6 chắc chắn hơn so với khung đang có trên cái chiếc Mi 4S. Tuy nhiên Mi 4S thì có đường diamond cut chạy xung quanh, nhìn rất đẹp và bóng bẩy hơn so với sản phẩm của Samsung. Mặt lưng của Mi 4S thì sẽ có họa tiết hoa văn kẻ chéo, nhìn rất đẹp và hiện đại, trong khi đó sản phẩm của Samsung hiện tại thì lựa chọn một số cái tông màu như là màu trắng này, hay người ta có màu vàng, màu xanh đen, vân vân. Về cái thiết kế bên ngoài thì mình cho rằng cả hai máy đều có thể làm hài lòng người dùng. Bên dưới thì mình đánh giá Mi 4S cao hơn với cổng USB Type-C. Cổng này thì dễ cắm, rất là thuận tiện, còn cái chiếc Galaxy S6 chỉ dùng cổng micro USB. Ngoài ra, sản phẩm của Xiaomi sẽ hỗ trợ thẻ nhớ, còn với Samsung Galaxy S6 lại không có thẻ nhớ. Và ngay từ bây giờ, bộ nhớ trong của Mi 4S đã là 64GB, Galaxy S6 chỉ có bắt đầu từ 32GB mà thôi. Ở phía trên chúng ta sẽ có mắt hồng ngoại điều khiển từ xa tương tự như của cả hai máy, như vậy có thể thoải mái điều khiển các thiết bị ngoại vi trong gia đình. Về màn hình hiển thị thì Galaxy S6 sử dụng công nghệ AMOLED, còn cái chiếc Mi 4S thì sử dụng màn hình IPS. Cả hai màn hình này đều đem lại cái độ tươi, nịnh mắt và khá là bất ngờ khi Mi 4S ngay là một màn hình IPS nhưng mà các gam màu hiển thị lại rất là đậm đà, không kém gì màn AMOLED đang có trên S6. Khả năng góc nhìn và cũng như ngoài trời của hai máy đều ngon, tuy nhiên S6 thì vượt trội hơn với độ sáng và sự tương phản ngoài trời tốt hơn so với chiếc Mi 4S. Ngoài ra Mi 4S chúng ta sẽ có tính năng Double Tap để đánh thức màn hình, để chúng ta không cần phải sử dụng phím nguồn để mở sáng máy. Tuy nhiên có lẽ tính năng đó sẽ ít được sử dụng do Mi 4S có cảm biến vân tay một chạm phía sau, đặt nhẹ lên là có thể mở khóa máy thành công. Trong khi đó với Galaxy S6 với cảm biến vân tay này vẫn phải mở sáng màn hình, sau đó sử dụng vân tay để đọc. Và mình cho rằng thì tốc độ của Mi 4S nhanh hơn khi mà đọc vân tay so với S6. Bù lại cho sản phẩm của Samsung, ta sẽ có được cái hiệu năng tuyệt vời vì xử lý Exynos 7420 3GB. Hiệu năng của nó nhanh hơn so với sản phẩm của Xiaomi, khả năng quản lý RAM cũng tốt hơn. Như vậy nếu các bạn muốn tìm một thiết bị để hỗ trợ chơi game hiệu năng mượt mà nhất nên lựa chọn cái chiếc Galaxy S6 này, cũng như là chúng ta có thể chạy song song hai ứng dụng trên cùng một màn hình, vô số các tính năng cử chỉ thông minh. Hiện nay S6 đã lên Android 6.0 và chúng ta còn có những cái bản ROM port từ cái chiếc Galaxy S7 sang khá là hay. Như chiếc S6 mình đang có ở đây có đầy đủ các cái cạnh rồi các tính năng thông minh của cái chiếc Galaxy S7 rất là tuyệt vời. Mi 4 thì cũng được hỗ trợ cộng đồng với nhiều ROM cook và đặc biệt là hiện tại thì chúng ta có cả Synology Mode và vô số những ROM khác mọi người thể trải nghiệm. Mình đánh giá nếu mà update một cái thường xuyên, chính chủ thì nên lựa chọn Xiaomi. Của Samsung thì chúng ta hay có ROM cook và các thứ nhiều hơn, còn ROM update chính chủ thì Samsung thường khá là chậm chạp, đặc biệt nếu các bạn mua máy Mỹ, lưu ý cho mình vấn đề vậy. Thì thế mình mới bảo các bạn nhớ cân nhắc lời lựa chọn giữa máy Mỹ hay máy quốc tế hàng qua sử dụng. Thời lượng pin thì cả hai con này thì mình đánh giá Mi 4S nhỉnh hơn so với chiếc Galaxy S6. S6 trung bình thì on screen của mình sẽ được khoảng 3 tiếng rưỡi, còn cái chiếc Mi 4S sẽ rơi vào khoảng 4 tiếng hoặc 4 tiếng rưỡi, nhỉnh hơn so với sản phẩm của Samsung. Và về camera thì lại là thế mạnh của thiết bị đến từ Samsung, với tốc độ chụp ảnh nhanh, lưu nét tuyệt vời và cũng như là sự cân bằng trắng, độ chi tiết, nó cũng có khả năng chụp ảnh thủ công, phơi sáng và vân tuyệt vời hơn so với sản phẩm của Xiaomi. Và mình đã thử nghiệm qua nhiều yếu tố thì sản phẩm của Samsung được đánh giá tốt hơn hẳn. Và đấy là bài so sánh chi tiết về hai chiếc máy này. Và các bạn lưu ý cho mình, S6 là hàng cũ, trong khi đó các bạn mua chiếc Mi 4S thì là hàng mới, cũng là một cái lợi thế chúng ta dễ mua hơn, không phải lo test tùng các thứ. Sản phẩm của Samsung sẽ còn có thêm cảm biến đo nhịp tim phía sau, camera hơi lồi một chút nên chúng ta nên suy nghĩ về việc mua một cái ốp lưng. Chiếc Xiaomi của mình thì lại mặt lưng thiết kế phẳng hoàn toàn. Vậy thì các bạn thích sản phẩm nào hơn, mời comment bên dưới cũng như bình chọn ở góc màn hình, truy cập website Vietablet để xem giá bán chi tiết. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Là mình chắc là mình sẽ lựa chọn chiếc Galaxy S6 này, lợi thế vừa cả thương hiệu và đủ các thứ khác.